Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp cái sinter các bạn. Đây, đứng trước mặt bạn là cái sinter đầu tiên nè các bạn. Chừng móng sò nè, rúng chiền nha các bạn. Đó, rúng chiền nè, chừng móng sò hoàn thiện hết, đỏ ao. Rúng yếm nghiêm chỉnh, sai mặt sai lưng đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Đuôi dài, đó đuôi dài nè các bạn thấy không. Chừng móng nè, móng sò hẳn băng các bạn. Cặp cái sinter này thì chủ báo giá là 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây con thứ hai nè các bạn, cũng đó ao các bạn ơi. Cũng đó ao à, chân móng đi hoàn thiện nè, móng sò nè. Có kiền khú luôn nha các bạn. Rúng nè, yếm nè. Sái tích đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đều nghiêm chỉnh hết. Đó, đuôi nè các bạn thấy không? Nói chung là con này đó ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Không lan giá nha. Giá là 29.500.000 các bạn. 29.500.000 cặp cái sinter. Đó, rúng yếm dày nè các bạn thấy không. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây. Đó, con nào cũng qua đen hết các bạn thấy không. Chân nè, chân kiền khú nè. Rúng nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Đỏ ao các bạn thấy không. Đỏ ao, bò đỏ ao các bạn. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Chân móng sò đều hoàn thiện hết các bạn. Đó. Kiền khú đang khui luôn các bạn thấy không. Đó. Giá là 29.500.000 chập cái sinter này các bạn. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Ngay sau lưng nè. Đó. Con này cao 1m12 bò ngay sau lưng nè các bạn thấy không. Đó. Sái tích nghiêm chỉnh cao 1m12 bò ngay xe lưng. Con kế tiếp các bạn, con này cao 1m16 bò ngay xe lưng luôn nè các bạn. Con cao 1m12, con cao 1m16, giá 29.500.000 các bạn. Cặp cái sin này chủ báo giá là 29.500.000 các bạn. Sinter. Đó, chân móng đều hoàn thiện hết, con nào đòn cũng dài hết các bạn. Đó, đòn dài nè, sái tích nghiêm chỉnh nè. Con này rúng chiền luôn nè các bạn không? Chân móng sò đều hoàn thiện hết các bạn. Giá là 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, chân trước chân sau hẳn măng các bạn thấy không. Đó, rúng chiền nè, yếm dày nè, đòn dài nè các bạn. Đó, sái tích đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đều nghiêm chỉnh hết. Đó, con này cao đến 16 bò các bạn. Đó, còn con này thì cao đến 12 bò. Giá là 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Đó. Đỏ ao các bạn ơi. Chân móng đi hoàn thiện. Hai con đều chân móng hoàn thiện. Móng sò hết các bạn. Đều móng sò hoàn thiện hết. Rúng yếm đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh luôn. Nói chung là cặp bò này nó quyền bò các bạn. Giá là 29.500.000 các bạn. Giá cực kỳ im luôn các bạn. 29.500.000. Cặp cái sinter. Cặp này bò này, cặp bò này cũng đẹp các bạn. Giá là 29.500.000 các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là cặp cái sinter. Chủ báo giá là 29.500.000. Con đứng trước mặt các bạn là cao 1m16 bò. Con còn lại cao 1m12 bò. Đo ngay xe lưng. Giá là 29.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.